Việt Nam 14-31 rút ngắn cách đây gần 12 năm, khi còn trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, ông Phan Văn Khải đã có lời phát biểu rất đặc biệt trước Quốc hội. 15 giờ chiều 16.6.2006, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa sĩ, khép lại phiên chất vấn. Với các thành viên chính phủ, ông Phan Văn Khải lúc đó là thủ tướng đã bước lên bục. Ông nói, ảnh, dinh, có thể đây là lần cuối cùng tôi phát biểu trước Quốc hội với cương vị là người đứng đầu chính phủ. Những điều tôi sẽ trình bày không chỉ xuất phát từ tình hình hiện nay mà còn dựa trên sự trải nghiệm của 15 năm tham gia điều hành chính phủ, tính cả thời gian làm phó thủ tướng PV. Trong bài phát biểu, ông Phan Văn Khải đã chỉ ra yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển đất nước, đó là vấn đề con người, cần chú trọng bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người cả về thể chất, trí tuệ, tâm hồn, tạo điều kiện cho con người vươn lên phát huy tiềm lực to lớn. Đó là nguồn lực không bao giờ cạn của đất nước, ông Khải nói. Người đứng đầu nhiệm kỳ chính phủ khóa sĩ cũng thẳng thắn nhìn nhận trong suốt thời gian qua việc phát huy nguồn lực, tiềm lực con người còn thấp so với khả năng và yêu cầu. Ông cho rằng công tác cán bộ chậm đổi mới là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến mọi sai lầm trong công tác lãnh đạo. Mặc dù đất nước không thiếu những con người tài năng và tâm huyết, nhưng do thiếu cơ chế phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài, người đứng đầu cơ quan hành chính không có đủ quyền hạn để bố trí nhân sự, sắp xếp công việc, dẫn tới lựa chọn, đánh giá cán bộ không thực sự căn cứ vào kết quả công việc, tạo môi trường thuận lợi dẫn đến kẽ hở cho nạn chạy chức. Ông Phan Văn Khải thẳng thắn, ông cũng thẳng thắn nhận trách nhiệm trong thời gian giữ cương vị người đứng đầu chính phủ. Tôi nhận rõ trách nhiệm của mình trước những khuyết điểm và tồn tại. Vấn đề tổ chức cán bộ tuy có vượt khỏi thẩm quyền của chính phủ nhưng không nằm ngoài trách nhiệm của tôi với cương vị thủ tướng, đồng thời là ủy viên Bộ Chính trị. Tôi hết sức day dứt về sự tiếp diễn nghiêm trọng của tệ tham nhũng, cản trở bước tiến của dân tộc ta, đe dọa tồn vong chế độ. Tôi cũng hết sức day dứt trước tệ quan liêu, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, đục khoét của công, cùng với trách nhiệm trực tiếp của chủ đầu tư, còn có khuyết điểm và trách nhiệm của chính phủ và cá nhân tôi là người đứng đầu, với chức trách, thẩm quyền được giao mà không ngăn chặn phát hiện được sớm các vụ nghiêm trọng kéo dài. Tôi xin nhận lỗi, nhận trách nhiệm trước nhân dân, trước đảng, trước quốc hội, ông Phan Văn Khải nói. Cuối cùng, ông Phan Văn Khải nói, tôi mong đồng chí kế nhiệm sẽ rút ra được bài học từ những cái được và những cái yếu kém của tôi. Tôi cũng xin phép quốc hội cho tôi được nghỉ trong thời gian sắp tới. Như vậy ông đã nói lời từ nhiệm sớm trước khi nhiệm kỳ công tác kết thúc. Cũng tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa sĩ, Quốc hội đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức thủ tướng với ông Phan Văn Khải. Sau khi nghỉ hưu, ông trở về quê sinh sống. Năm 2014, Đảng Bộ Văn phòng Chính phủ đã tổ chức trang trọng lễ trao tặng huy hiệu 55 tuổi Đảng cho nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Vào tháng 2.2018, ông lâm trọng bệnh và phải vào Bệnh viện Chợ Rẫy, Hồ Chí Minh điều trị tích cực. Ông Phan Văn Khải sinh năm 1933, quê Củ Chi, TPSCM. Ông có hai nhiệm kỳ là Thủ tướng Chính phủ. Ông cũng là thủ tướng đầu tiên đã thực hiện chuyến thăm lịch sử tới Hoa Kỳ vào năm 2005. Chuyến đi này đã đánh dấu một mốc mới trong quan hệ giữa hai quốc gia, nhất là trên lĩnh vực kinh tế. Nhiều hợp đồng lớn đã được ký kết, nguồn dân Việt.